Miami Beach, Florida. Hồng Anh xin kính chào các bạn. Kênh này mình chia sẻ với các bạn về phương pháp đầu tư bất động sản, mua nhà, mua phòng trọ, mua phố thương mại tại Mỹ và hướng dẫn những anh chị nào muốn làm môi giới bất động sản tại Mỹ. Mình cũng cập nhật những tin tức bất động sản tại Việt Nam. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn thêm một vấn đề mua phòng trọ mà không cần vốn. Có một cách thứ hai để mua phòng trọ, làm để sở hữu phòng trọ mà không cần vốn. Cách thứ nhất mình đã chỉ các bạn trong cái video trước. Video này là mình tiếp tục hướng dẫn để bạn có thể làm chủ nhân một phòng trọ, một dãy phòng trọ mà không cần vốn. Bạn sẽ thành partner, là thành làm chung với họ, làm người tiếng Mỹ cái loại partner, tức là mình làm chung, mình mua chung. Thì nói như vậy, một người có một dãy bất động sản to lớn, 20 phòng, 30 phòng, 40 phòng, và vì lý do sức khỏe không làm nổi, nhưng mà ông ta muốn tiếp tục làm chủ bất động sản đó để tiếp tục hưởng cái tiền mà mỗi năm bất động sản lên giá. Bất động sản mà về đầu tư mà về có tiền phòng trọ là ở Mỹ, nếu mà mua đúng chỗ là lên giá mau lắm bạn. Có khi là 10 năm là nó lên gấp 2, có khi nó 7 năm nó lên gấp 2 rồi. Khi còn gặp chỗ mà nó phát triển ra đó, người ta cái khu đó là khu thường thường trở thành khu sang á, thì nó còn lợi nhiều lắm ha. Mình đã thấy đó, là mình những cái dãy phòng trọ mình mua cách đây 10 năm rồi, bây giờ nó đã gấp đôi rồi ha. À, mình không có bán. Thì mà mình cũng có mua luôn, tại giờ mình lớn tuổi, mình về hưu rồi, thì mình chỉ chăm sóc mấy cái phòng trọ mình có rồi thôi, chứ mình không có bán, tại vì mình không biết là ngày nào mình sống tới bao lâu. Thành ra cái phòng trọ đó là nó là tiền cộng thêm tiền hưu của mình để mình được sống an nhàn. Thì cái phòng trọ trả rồi thì nó mỗi tháng mình chỉ thu tiền mà chỉ bảo trì thôi, là mãi 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 mà còn lên, vừa lấy được tiền cho thuê mình sống mà vừa được giá, được lên giá. Chỉ có những người lớn tuổi họ cũng nghĩ như vậy, họ không muốn bán. Thì mình sắp đặt ra cho một người khách nó như vậy. Bây giờ anh này sẽ mua vô 50%, anh chủ 50% cái phòng trọ 100 căn đó, nhưng mà anh không có tiền, nhưng mà anh giỏi, anh trẻ, anh giỏi, thì là định giá đó, định giá cái dãy đó đó là 7 triệu đô. Bây giờ làm giấy tờ như vậy, sẽ bán một nửa cho anh này, nhưng mà sẽ nhượng tên, nhượng theo cái phần trăm. Ví dụ anh này vô đây, anh này bảo trì, anh này làm, người chủ vẫn là người chủ, nhưng cái tờ giấy tờ là sẽ bán lại cho anh một nửa cho anh này khi nào anh này giao đủ số tiền một nửa, hoặc là anh giao đủ, hoặc là anh đi mượn ngân hàng để giao cho đủ, tính làm sao tính. Nhưng mà nếu mà anh làm, anh thâu tiền, anh trả tiền chi phí cho cái dãy nhà rồi, và tiền dư lại thì chia hai, ông kia một nửa, anh một nửa. Thì cái một nửa đó của anh thì anh cất, anh bỏ vô trong cái tiền để mà anh từ từ anh làm chủ. Giờ anh làm chủ 1%, 2%, 3% là tên tờ giấy là luật sư nó viết. Như vậy là khi nào anh đủ tiền nửa giá căn nhà thì anh sẽ là chủ nửa căn nhà, anh đủ tiền 1/3 thì anh làm chủ 1/3. Đó là một cách mà thiết kế để mà có thể làm chủ, không phải là 100% mà chủ một nửa hoặc là 1/4. Những dãy phòng trọ khi mà người chủ họ lớn tuổi rồi, họ không có đủ sức làm để họ chăm sóc, nhưng họ muốn giữ lại cái bất động sản đó, thì mình chia với người đó. Thì người trẻ có sức thì làm, rồi lấy cái công đó
làm ra tiền, rồi cái tiền bỏ vô để từ từ để sở hữu một phần phòng trọ. Như vậy ngày nào mà ông già đó mà ông thấy ông này đủ tiền mà ra mượn mượn ngân hàng để mua đó, thì mua lại thì ông chắc ông cũng bán luôn. Mà cái là chuyện sao, nhưng mà sở hữu là anh này bắt đầu là bây giờ là có tương lai. Anh vô anh sắp phòng trọ, mấy phòng trọ đó anh lo đó, rồi để trả cho một tháng bao nhiêu tiền đó, tiền công của anh. Mà nếu mà anh đã dành tiền công đó rồi, rồi cái nếu mà những cái tiền lời mà thâu vô đó, anh còn được hưởng nữa. Người chủ thì chỉ ngồi chơi thôi, mà cũng vẫn là sở hữu của cái bất động sản đó. Đây là cũng một cách để cho những người mới lập nghiệp. Thì giờ mình hỏi làm sao mình kiếm, mình biết để người mình kiếm, thì mình như realtor với bạn ha, những cái phòng trọ mà những cái phòng trọ mà kinh doanh lớn đó, đâu khi họ muốn bán đó là họ đâu đâu cần phải đưa đưa lên mạng. Họ nói họ còn họ muốn bán, họ nói chỉ họ muốn bán là có bao nhiêu người muốn nhảy vô rồi. Như là mình đó, là mình lập một sổ to vậy đó, là từng cái chỉ phòng trọ kinh doanh đó, chỗ khu kinh doanh đó ai là chủ, điện thoại số mấy, rồi mình tới mình hỏi người mướn nhà. Thường thường ông chủ chừng nào ông tới, ông hay tới ông săn sóc cái phòng trọ của ổng thì mình biết chủ, rồi mình tới biết chủ mình lui tới cái mình thành bạn quen, là mình bạn quen hết cái khu đó, là có gần 2.000 cái dãy phòng trọ là mình bạn quen hết. Thì khi nào mà họ muốn bán là họ họ nói cho mình biết trước, tại mình là bạn, mình có người mua thì họ thích bán cho bạn mình, hay là họ cái trước đầu tiên họ trước thì họ kêu mình trước. Mình không mua đó thì mình đem khách mình tới mua, không cần phải lên mạng. Những dãy phòng trọ thương mại mà lên mạng tức là đã ế rồi, cái ế rồi. Những gì mà truyền nhau, người này nói kia, người này nói nọ, người này muốn bán nhưng mà kia muốn bán, cái đó đó mới là quan trọng. Bởi vì làm nghề môi giới bất động sản là mình phải quen hết, quen không những quen người đó mình quen luôn cả cô bán nước mía đầu xóm, anh bán phở cuối xóm, để mà mẹ anh nói cho mình biết. Tiếng Mỹ kêu là watchbird, là con chim mà coi chừng đó, là họ có chừng giùm mình. Họ nghe xong thì giờ đó ông này đó ông sắp sửa đi Mỹ rồi, ông muốn bán cái đó thì hay là khi ông nói ông này sắp sửa đi Mỹ thôi thì mình lo dò mình tới mình nói ông đi Mỹ giờ ông muốn bán lại không, hay là ông bán cho tôi rồi tôi canh chừng, hay là hay ông nữa tôi nữa tôi canh chừng cho tôi lo hết rằng mọi người nữa giờ ông có bắt. Thì nó có nhiều cái lắm, có nhiều cách để mà kiếm những cái là hòn ngọc trân châu lắm bạn. Mình phải kiên trì đầu tư bất động sản, phải kiên trì, phải đi kiếm. Tại vì đó mình đi kiếm, ai người Mỹ ai ta cũng đi kiếm, người ta đi kiếm đầu tư bất động sản này chi đã chuẩn bị cho tuổi già của họ. Tiền hưu á đâu có đủ, tiền hưu đâu không phải chính phủ, là tiền hưu là để cho nuôi mình đâu, tiền hưu là cái phụ cho mình thôi. Tiền hưu là nó tính là tới tuổi đó rồi là mình phải có chủ căn nhà của mình có tính cái tiền để dành, chính phủ giúp cho anh chút xíu thôi, tiền hưu giúp chút xíu thôi, chứ họ đâu phải là để nuôi mình đâu. Nhưng bây giờ mà lương hưu có 2.000 mấy, 2.000 mấy á, 2.008 là bà phải làm 100 mấy chục ngàn một một năm, tức là bà phải làm trên 10.000 một tháng á, thì bà mới hy vọng được hưởng 2.008 3.000 ha. Muốn được 3.000 bà phải chờ bà 70 tuổi. Thành ra người Mỹ nó biết là tiền hưu là không có đủ cho nó tiếp tục cuộc sống già ha, nhàn nhã đi du lịch này kia đâu có đủ. Thì tiền hưu có đủ cho mình ăn cơm thôi chứ cũng còn không không có đủ tiền gì hết, thì họ mua bất động sản. Mua bất động sản hay là hùng nhau 4 5 người mua mua cái dãy phố 4 500 phòng trọ, họ hùng với nhau thì trẻ hùng vậy, rồi họ 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 không săn sóc được thì họ phải đi làm, thì họ mướn người săn sóc, họ trả tiền cho người săn sóc. Mướn người săn sóc quá thì không có được tiền bao nhiêu, tại phải trả tiền cho người săn sóc. Nhưng mà cái thưởng á, cái hay á là cái giá nhà nó càng ngày nó càng cao. Lúc nào họ cần, họ về hưu cần tiền á, thì họ bán đi là họ mới rủng rỉnh tiền. Còn có người không muốn bất động sản á, thì họ đầu tư về chứng khoán mà kêu là annuity, tức là đưa cho hãng bảo hiểm insurance, nó có những con trai đưa cho nó, bây giờ đưa cho nó 100 ngàn, nó 10 trong 10 năm sau là nó sẽ đưa cho mình 200 ngàn, mà nó không phải đưa cho mình hết 200 ngàn một lượt, nó đưa cho mình là 6% của 200 ngàn, tức là được cho mình một tháng là 6% của trong là tháng tháng là 10 là 1.200, 1.200, mà nó sẽ đưa cho mình cho tới khi mình chết.
rồi khi nào mình chết mà còn dư lại thì nó đưa cho con cái. Thật ra cái nó cũng có cách đầu đầu tư như vậy, mà trong clip sau mình sẽ giảng cho các bạn nghe. Rồi, chào các bạn nha. Bye bye.